Hệ lụy kinh hoàng khi chủ nhà phải nhận sau vụ việc Trần Quyết Chiến bỏ giải, Chủ tịch nước Trung Quốc tức giận. Trần Quyết Chiến được xem như là cầu thủ BA, Karim ba bằng hàng đầu thế giới khi mà 4 lần vào chung kết World Cup với 2 danh hiệu. Năm 2018, Quyết Chiến cũng đã lập kỷ lục khi mà trở thành tay cầu Việt Nam đầu tiên vô địch World Cup BA, Karim ba bằng và đang xếp thứ 5 thế giới hiện nay. Vì vậy, mọi hành động và động thái của anh vốn đã gây sự chú ý, phản ứng trước sự xuất hiện của đường lưỡi bò về lãnh thổ Việt Nam và vi phạm luật quốc tế biển đã có tác động sâu sắc và gây được sự chú ý. Sau vụ việc, cả thế giới mới hiểu rõ về vấn đề đường lưỡi bò mà Việt Nam và Philippines đang đấu tranh với chủ quyền Trung Quốc. Tờ CNN đã chia sẻ rằng đây là một động cơ sơ bẩn, lợi dụng thể thao để thực hiện hành vi tuyên truyền sai lệch. Kênh IRC của Ả Rập thì cũng cho rằng chính phủ Trung Quốc quá hèn nhát và ngu ngốc khi thực hiện hành vi này tại các giải đấu thể thao, bởi một hành động của một vận động viên thì cũng có thể gây lên sự chú ý cực lớn. Báo giới Mỹ, châu Âu cũng đã hết sức tức giận với hành động này. Tờ New York Times khẳng định Tổng thống Joe Biden đặc biệt quan tâm tới vấn đề Biển Đông và làm mọi cách để giúp Việt Nam ngăn chặn hành vi của Trung Quốc. Tờ này viết, nhưng có lẽ ngoài Việt Nam thì những người vui nhất là Philippines và Đài Loan. Trung Quốc hiện thực hiện kế hoạch bành trướng và muốn thôn tính các lãnh thổ trên biển, trong đó có Đài Loan và kế hoạch đường lưỡi bò đi qua vùng biển Việt Nam và Philippines. Vụ việc Trần Quyết Chiến khiến cho cả thế giới lên án và làm cho chính quyền Trung Quốc không dám manh động. Chứng kiến Trung Quốc bắt đầu lo ngại, truyền thông Đài Loan, Philippines cũng cực kỳ hả hê. Cuối cùng thì Trung Quốc cũng đã biết sợ hãi trước quyết định chí mạng từ vận động viên Việt Nam. Một hành động ngu xuẩn trong giải PA chắc chắn sẽ là bài học không thể quên. Tờ Manila của Philippines thì cũng cho rằng, hành động của Trần Quyết Chiến là một cú tát vào thẳng mặt chính quyền Trung Quốc và việc phát sóng đường lưỡi bò trong giải đấu này có sự tham dự của tuyển thủ Việt Nam là một nước đi ngu ngốc. Trước liên tiếp những sự tấn công từ dư luận thế giới cũng như là sự sỉ nhục mà các nước căm ghét Trung Quốc trước lên đầu chính quyền, người cầm quyền của Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình tỏ ra cực kỳ tức giận. Theo nguồn tin được tiết lộ từ phía Trung Quốc, ông Tập ngay sau khi biết chuyện đã hết sức tức giận và đồng thời ra quyết định xử lý những kẻ từ thực hiện hành vi này, bao gồm cả một số quan chức, ban tổ chức giải và kênh truyền hình phát sóng trực tiếp. Phản ứng của ông Tập Cận Bình là điều dễ hiểu. Khi qua vụ Quyết Chiến, chắc chắn thế giới sẽ hiểu rõ về mưu đồ của Trung Quốc. Về phía Việt Nam thì chúng ta cũng không việc gì phải dừng lại ở đây khi bắt Trung Quốc phải có lời xin lỗi. Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn gửi Liên đoàn PA và Snooker Việt Nam về vụ việc này. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố cho biết Liên đoàn PA Karim Thế Giới và Liên đoàn PA Snooker Trung Quốc có thư mời vận động viên Trần Quyết Chiến tham dự giải. Sau khi sự việc xảy ra thì Sở Văn hóa Thể thao đã yêu cầu Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, Bộ môn PA Thành phố, Ban huấn luyện và vận động viên Trần Quyết Chiến báo cáo sự việc. Các nội dung báo cáo hồ sơ có liên quan. Sở Văn hóa Thể thao nhìn nhận đây là một vụ việc bỏ giải của Liên đoàn PA Cameroon Thế Giới tại Trung Quốc là một sự cố ngoài ý muốn. Dù vậy, hành động này được đánh giá cao vì ý thức chính trị. Cũng đề nghị Liên đoàn PA và Snooker Việt Nam nắm được tình hình và báo cáo ngay. Sở Văn hóa Thể thao nhấn mạnh quan điểm, vận động viên khi tham gia các giải đấu quốc tế là đại diện của quốc gia và cần phải được bảo vệ tôn trọng tại nơi tổ chức. Vì vậy, Liên đoàn PA Thế giới cần phải tiếp tục tạo điều kiện cho vận động viên Trần Quốc Chiến tham gia các giải đấu quốc tế trong tương lai. Đồng thời, Liên đoàn PA cần phải lưu ý tới các quốc gia đăng cai và thực hiện đúng luật. Về mặt Việt Nam thì chúng ta quả thực là hành động của Quyết Chiến đúng đã khiến cho mọi người cảm thấy tự hào. Thế nhưng xét cho cùng, hành động của anh là một hoạt động bình thường của bất kỳ người Việt Nam nào trong hoàn cảnh như vậy. Không cần phải xem xét hệ lụy. Ngay sau khi thống nhất thì ông Việt Hòa và gọi cho Chiến ngay lập tức bỏ giải về nước. Đây là một hành động dứt khoát. Từ nhiều năm qua thì Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện của đường lưỡi bò qua phim, sách báo hay là các tác phẩm khác, với mưu đồ là mưa dầm thấm lâu gây ảnh hưởng lên nhận thức của công chúng về đường lưỡi bò. Nhưng sự hiện diện thái độ của chúng ta thì cũng đã khá quen thuộc, như là chủ khách sạn từ chối khách Trung Quốc vì in hộ chiếu đường lưỡi bò, hay là điện lực Khước Từ đề nghị bán điện do hiện đường lưỡi bò trong một phần mềm ứng dụng. Để đập tan ma trận đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, ủng hộ quốc tế, lực lượng nòng cốt vẫn là sức mạnh toàn dân. Sức mạnh ấy thì đến từ việc yêu đất nước, tinh thần tự cường, tự hào của dân tộc chúng ta. Cùng liên quan tới người Việt Nam và Trung Quốc, trong ít ngày tới, bộ môn bóng đá đội tuyển quốc gia hai nước cũng sẽ có dịp đối đầu. Ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 10, lần lượt gặp Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Để chuẩn bị cho các trận đấu trên, thì ông Chu Xie cũng đã công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập. Theo danh sách được Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố ngày 29 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ có 33 cầu thủ trong đợt tập trung tháng 10. Đáng chú ý, huấn luyện viên Chu Xie đã điền nhiều cái tên và nhiều nhân tố U23 trong danh sách tập trung lần này.
Đây là những cái tên đã tham gia hoạt động bóng đá trẻ từ đầu năm 2020 và tham dự SEA Games hay là Đông Nam Á. Lứa cầu thủ trẻ U23 thì được phân bổ đồng đều trên các tuyến, trong đó kể đến như là Nguyễn Văn Việt ở vị trí thủ môn, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Văn Khang, Đức Phú, Thái Sơn hay là Phí Hào, Thanh Nhàn. Nhà báo bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét, để bóng đá Việt Nam tiến xa hơn tới World Cup thì cần phải xây móng thật tốt. Bởi vậy, huấn luyện viên Chuse đang tạo ra một nền móng riêng cho mình bằng cách triệu tập về số lượng đông đảo các cầu thủ trẻ, từ đó sàng lọc để tìm ra bộ khung ưng ý nhất. Tôi cho rằng được tập trung tháng 10 sắp tới là thời điểm đội tuyển Việt Nam tối ưu hóa đội hình sau 3 trận giao hữu được đánh giá là liều thuốc thừa cao với các đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Nhà báo bình luận viên Quang Huy chia sẻ. Bên cạnh làn gió mới thì lực lượng chủ lực của đội tuyển quốc gia vẫn sẽ là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Ngọc Hải, Tấn Tài, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Duy Mạnh, Tiến Anh hay là Phan Tuấn Hải, Tiến Linh. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 2 tháng 10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tập luyện thì chúng ta vẫn còn khoảng trống về thể lực và lực lượng do là các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội Hải Phòng đều vướng lịch thi đấu trong nước và quốc tế. Cụ thể, câu lạc bộ Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đang chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia 2023 diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Câu lạc bộ Hà Nội đến làm khách trên sân của câu lạc bộ Urawa Red Diamond của Nhật Bản vào ngày 4 tháng 10 tại AFC Champions League, trong khi câu lạc bộ Hải Phòng thì cũng đã thi đấu tại câu lạc bộ Hwaseong United của Singapore vào ngày 5 tháng 10. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo câu lạc bộ, nhóm cầu thủ thuộc 4 câu lạc bộ nói trên sẽ quay trở lại hội quân. Để giải quyết về bài toán quân số trong những ngày đầu tiên thì ông Chuse cũng đã có sẵn phương án triệu tập cầu thủ trẻ U20, U23 lên tập luyện, bao gồm Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Trần Nam Hải và bộ đôi của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu là Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quang Huy. Việc tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ lên tập luyện cùng đội tuyển quốc gia là một trong những kế hoạch chuẩn bị cho lực lượng đội tuyển U23 hướng tới vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2024.